Ngày 17 tháng 8, trời nắng gay gắt trên những triền đồi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đồng bào Vân Kiều tranh thủ khai thác keo, kiếm thêm thu nhập, tích trữ lương thực cho mùa mưa sắp đến. Khai thác keo là công việc nặng nhọc, nhưng không vì thế mà phụ nữ không tham gia. Chị Hồ Thị Nhanh ở bản Trung Sơn cho biết, gia đình có 4 người con đang tuổi ăn tuổi học. Vào vụ khai thác keo, ai thuê là đi làm từ sáng đến tối, từ chặt keo, bóc keo lên xe, tước vỏ keo đều làm thuần thục. Đến cuối ngày, chủ trả hai vợ chồng 500.000 đồng. Ở xã miền núi Trường Sơn, ngoài trồng keo, bà con dân bản những năm qua cũng trồng cây bản địa lấy gỗ. Tuy nhiên, hàng chục hecta cây bản địa này phải mất 10 năm nữa mới có thể cho thu hoạch như hạt dổi. Nắng nóng những ngày qua kéo dài, xã Trường Sơn thêm phần nắng rát. Bà con Vân Kiều vẫn cần mẫn vượt nắng thu hoạch keo. Ông Hồ Văn Thế cho biết, nắng nóng vất vả lắm, nhưng vì con cái gia đình, mỗi người đi làm công được một ngày 250.000 đồng. Một tháng có việc, chuyên cần cũng hơn 7 triệu. 3 tháng làm keo, cũng có chút đỉnh tích trữ lương thực mùa mưa.